Xin chào mọi người. Nhiều người hỏi thăm về Pila với Messi với Siro, thì hôm nay ở nhà buổi chiều quay một cái đoạn video gia đình Pila, Siro với lại Messi. Pila lên ghế đây. Lần này thì có thêm mấy con nhóc con nữa. Đó, mấy con nhóc con của Siro, gọi là tứ đại đồng đường đấy. Đây, Pila đây, 11 tuổi. Pila này đi ơi, Messi à. Pila ấy, nếu mà tính ra đến bây giờ là Pila là đang ở trong tuổi 11. Nào, Messi lên ghế ngồi. Messi, lên ghế. Không thích chơi với cháu thì lên ghế ngồi. Ngồi cạnh con Siro đi. Lên ghế ngồi. Chơi với cháu rồi cứ dọa cháu là sao. Đây, Messi đây. Bà chơi với cháu là bà hay kỷ luật cháu. Mẹ với cụ thì chiều. Rồi, phát qua. Đó, thì để cho mọi người hôm nay quay đoạn video cho mọi người ngắm 4 đời. Có cái đàn này của Siro thì mình có định giữ lại 2 con, nhưng mà chắc có lẽ là sẽ giữ một con thôi. Còn một con là nhường, như đã nói ở trong cái video trước. Chó đực ấy thì mình rất là muốn giữ lại ở cái đàn này, nhưng mà đực ở nhà thì nó nhiều quá rồi, nên là muốn giữ nhưng lại không giữ được, chỉ giữ được cái thôi. Vì đực với đực nó không nuôi cùng nhau được, cái với cái thì nuôi cùng được đó. Mọi người thấy 3 đời này thì con cái thì có thể nuôi được, nhưng nếu mà đực ấy thì chỉ cần 2 con thì nó buộc nhau rồi, nó khó để nuôi được cùng nhau lắm với cái tính cách của chúng nó. Tức là mình không nói tất cả các con đực đều như thế, nhưng mà những cái con đực mà theo cái phả gen ở nhà mình thì nó như thế. Tức là mỗi một con đực nó sẽ có một cái bản năng của nó là nó đều muốn làm cái con đại ca. Bất kỳ một con đực nào thì 2 con nó gặp nhau thì nó sẽ cạnh tranh nhau, nó sẽ buộc nhau ngay. Cho nên là mình chả bao giờ mình dám thả 2 con đực chơi với nhau cả. Đực là phải mỗi con một chỗ, cái thì có thể thả chơi với nhau. Đực chỉ chơi với nhau lúc bé thôi, chứ còn trai đến thanh niên rồi là không, là phải tách nhau ra rồi, chứ không cho chơi cùng được. Hạn chế để cho nó không bị đánh nhau lần nào, để nó không có thù hằn gì, nó nhìn thấy nhau nó không có xù lông lên là được. Còn nó sủa thì nó cứ nhìn thấy con đực khác là nó sẽ sủa. Đấy là với con đực, là bởi vì nó có sự cạnh tranh. Ok, thôi con Messi lên ghế ngồi đi, kệ bọn trẻ con đi, lên ghế ngồi cạnh đi. Đánh phát quà nào, lâu lắm không có ăn bánh này. Cái hộp bánh này để lâu lắm rồi đây. Phát quà trung thu, lên ghế ngồi. Bọn trẻ con nó đang không biết. Messi lên ghế, sang bên kia. Messi sang ghế ngồi, ghế vẫn còn chỗ mà, lên hẳn trên ghế mà ngồi gì. Ngồi gì ở bên dưới. Thế ngồi bên dưới nha, Messi ngồi bên dưới nha. Cái hộp này là nó đựng, cái hộp chibi này sau khi dùng xong rồi là nó dùng được vào rất nhiều việc khác này. Mình uống nước chè là hộp chibi này là dùng để đựng chè luôn, kín hơi luôn. Đây là đựng bánh, đựng được rất nhiều thứ. Bọn trẻ con nó đang không biết đấy. Thôi cho con Messi trước, phải chiều cháu nhá, không được bắt nạt cháu đâu, phải chiều cháu đấy. Đấy, bọn trẻ con nó đang không biết. Nó biết là nó vào đây nó sẽ ăn xin. Đây, cho bọn trẻ con cho nó một miếng này. Nào, con tím đâu? Rồi. Con xanh đâu? Xanh đâu? Xanh lại chạy ra đằng trước. Đây mà. Đây của em đây. Rồi. Con hồng đâu? Tím không nhảy lên thế đâu. Nhảy lên, à con hồng đang mải chơi. Không, chẳng có con nào nhảy lên mà được ăn cả. Messi này, Siro này, không có con nào nhảy lên mà được cả. Chỉ có ngồi ngoan ở bên dưới mới được thôi. Không, ngồi xuống đi, xuống dưới, xuống dưới. Đây là cái cách mà để khi mà chơi với chúng nó, để cho chúng nó có một cái gọi là một cái độ kỷ luật. Lui xuống. Tím này, tím, tím cơ mà. Rồi xanh, tức là nó nhao lên nó đòi thì không được cho nó ăn. Khi nào mà nó mình chủ động mình cho nó ăn, chứ nó đòi thì mình không cho, thì chúng nó sẽ hiểu, dần dần chúng nó sẽ hiểu là đòi hỏi thì không được, xin thì được, xin rồi chờ. Từ bé luôn là chúng nó sẽ hiểu cái vấn đề đấy ngay. Đấy, nhìn này, thì sau nó lớn lên nó sẽ như thế này, sẽ nằm nó chờ như thế này, vì chúng nó biết là gì, đứa nào cũng sẽ có phần, mình sẽ là cái người chia đều cho chúng nó. Chứ cái và như thế là cái con mà nhao lên ấy, thì lại là cái con được ăn sau. Con nào không nhao lên mà ngồi nhìn xin thì con đấy là sẽ được ăn trước. Chúng nó sẽ biết hết, tự chúng nó sẽ biết. Nhao lên mà đòi thì không được, ngồi xuống. Đúng rồi. Không, tím, sai. Xuống đi. Xanh này. Cho chúng nó mỗi con, cho con nào con ấy được, xin không được. Đó, cứ như thế thì chúng nó sẽ biết thôi, chúng nó sẽ ngoan. Không, xuống đi. Không. À, cho thằng Hồng lên đây ngồi cùng đi. Hồng lên đây. Cho nó lên đây nó ngồi cùng nhá, ngồi yên đấy. Ừ, không không, ngồi yên, ngồi yên. Ngồi yên anh cho ăn. Ngồi yên ở đấy anh cho ăn, đây này. Chưa cho lên ghế ngồi bao giờ. Đây là đang thì gọi là chưa quen ở trên vị trí tầm cao. Giữa hai đứa này thì ở bên dưới, một mình nó bên trên thôi. Nào, lại nhảy xuống. Messi. Nào. Tranh cướp có đấm thì trận giờ. Hay. Nào, nào, nào. Nào, đứa nào ngoan nào. Đứa nào ngoan. Đây, con tím. Đâu rồi? Không. Bỏ chân xuống. Đúng rồi, ăn đi. Không đây. Ôi rơi rồi. Tím đâu? Tím. Tím đây. Siro đây. Nhao lên thì sẽ không được nhá. Không, xuống đi. Xuống. Đúng rồi. Đây quả xanh đây. Ngoan thì được ăn. Không, xuống. Hồng. Hồng đâu? Hồng biết đường xuống rồi không? Tím đi xuống đi. Tím xuống. Xuống. Xanh đây. Ừ, cứ ngoan được ăn. Tím đây. Tím. Đó. Hồng đây. Cho bọn trẻ con nó ăn một tí nhá. Nó ăn miếng bé. Xanh xuống. Đúng rồi. Hồng đâu? Tím này. Đấy, như thế thì chúng nó sẽ biết, chúng nó sẽ không nhảy lên trên đùi nữa. Tự chúng nó sẽ biết. Chúng nó sẽ biết là ở bên dưới thì sẽ được ăn. Tức là nó theo ý mình. Chứ nó nhảy lên theo ý chúng nó đòi hỏi thì lại không được. Không. Đúng rồi. Và tự nó sẽ biết, có thể mình nói không đầu không đuôi, tự nhiên mình quát cho nó không nhưng cho nó hiểu. Không không không. Đấy, biết chưa? Cho nó khôn lắm. Tí này cho nó sẽ biết ngay. Thôi rồi rồi, bây giờ cho cụ với lại bà với mẹ chờ nãy giờ thì đó. Thì để mà con chó nó ngoan đấy thì tất nhiên là nó phải ở, để mà có một cái con chó mà nó đúng ý chúng ta ấy, tất nhiên là nó phải ở cái đầu tiên là cái gen của con chó, nó phải là cái con chó thông minh rồi thì chúng ta mới dạy nó mới dễ và nó mới hiểu được nhiều thứ. Xuống. Xuống. Tím. Đúng rồi. Nhưng mà chúng ta phải có cái sự tiếp xúc với chúng nó thì chúng nó sẽ biết. Tức là nó từ con chó nhỏ có thể là cái con chó con này có thể là nó như bọn này, giả sử như bọn này bây giờ nó là 3 tháng. Nhưng mà từ lúc nó có khi nó chỉ khoảng tầm 50 ngày thôi, nó chưa được 2 tháng, thế là bảo nó là chúng nó sẽ biết ngay. Nếu chúng ta tiếp xúc với chúng nó, còn khi mà mọi người mà đón chó về thì con chó con là thường nó khoảng 2 tháng rưỡi rồi, tiêm xong vaccine các thứ nó khoảng tầm 2 tháng rưỡi rồi thì mới đến lúc mọi người đón con chó con về, thì cái lúc ấy là có thể dạy nó là nó dễ dàng lắm. Quan trọng là chúng ta phải nhớ cái nguyên tắc là chúng ta cho chúng nó cái gì đấy theo ý của chúng ta, chứ không phải là cho theo ý của chúng nó. Và chúng ta phải là cái người công bằng. Nếu mà chúng ta nuôi nhiều con chó, chúng ta phải là người công bằng, chứ không thể con có con không. Có thể con miếng to con miếng nhỏ, nhưng không thể có chuyện con có con không. Vì như thế chúng ta sẽ làm chúng nó mất đoàn kết với nhau. Nó phải đủ lượt. Giả sử như là nó có về mà có chào chúng nó, gọi tên từng con một ấy, cũng phải gọi cho đủ vòng. Nếu gọi tên thì gọi đủ vòng, nếu không thì phải vừa gọi vừa nhìn chúng nó, chào lia mắt nhìn từng con một, vì chúng nó biết tím không xuống, tím tím, đúng rồi. Nào, hai con kia có ăn không? Con xanh đâu rồi? Xanh đâu? Hồng đâu? Đang đi nhặt rơi vụn nhưng làm gì có. Ăn thì chỉ có ở đây mới có ăn, chứ còn xanh đâu? Xanh. Xanh đây. Tím không chanh. Đó. Tính ra tổng cộng là nó chỉ có khoảng tầm chắc ở chỗ này chắc khoảng tầm 5 cái bánh. Đây bây giờ còn toàn vụn gì này. Đấy. Vụn đút cho chúng nó là phải đút khi mà cái con chó mà chúng ta tiếp xúc với chúng nó, chúng ta biết cái tính cách của con chó của chúng ta như thế nào mà chúng ta đút, muốn nó không đớp vào tay ấy, thì chúng ta lại phải đút dứt khoát, đút hẳn vào trong. Chứ nếu mà hời rồi lại rút lại thì nó lại đớp vào tay cho đấy. Khi mà nó nhìn thấy chúng ta, khi mà nó nhìn thấy chúng ta đưa hẳn tay vào thì nó lại không đớp, mà nó sẽ nhằn nhằn thôi. Nhưng nếu mà đưa rồi rụt lại thì nó lại đớp. Nên là cứ như phải biết tính cách nhá. Chứ mà những cái con mà nó mà lại giời ơi mà lâu lắm mới cho nó ăn một bữa, mình không biết là nó nhìn là cái con như thế nào là mệt lắm. Ở đây cho 3 con liếm ở trên này, cho ăn vụn. 4 mẹ con hết rồi, kết thúc rồi. Đã hết. Pila ăn xong rồi, Pila phải lên đi chào khán giả chứ. Pila lên đây đi. Pila lên ghế ngồi. Siro nữa, quay lại, quay mặt lại, quay mặt lại. Messi nữa, thế Messi lên trên ghế ngồi đi. Lên ghế đi. Mấy con nhóc con này ăn xong hết rồi thì đi ra đi. Nào, nhóc con đi ra. Tôi đi, mấy đứa này đi ra. Siro lên ghế ngồi đi. Trèo lên. Rồi, hết chỗ à? Thế Messi ngồi dưới nhá. Siro ngồi xuống đi. Ngồi xuống nhìn máy quay nào. Ok, xin chào tất cả mọi người nhé. Đấy, mấy con chó con ấy, còn con dây hồng. Thấy có mấy người hỏi nhưng mà bảo quay thêm video, nhưng mà thôi mọi người xem ở cái video trước là được rồi. Đấy, còn bình thường thực ra mà nói cái con chó bình thường nếu mà để quay video một con một này kia thì khi với cái việc mà có rất nhiều video rồi thì mình không cần. Mọi người đã có thể xem được hết tất cả mọi thứ ở những cái video mình quay rồi. Đó, còn cái tính cách của chúng nó thì như thế, nó từ bé. Chứ nó không, con chó nó khôn hay không ấy nó từ bé, chứ không phải chờ đến lúc nó lớn lên. Con chó nó biết trong nhà hay không ấy nó cũng từ bé, chứ không cần phải chờ đến lúc nó lớn lên. Còn lớn lên thì cái bản năng lãnh thổ của nó sẽ cao hơn. Từ bé thì con chó nó sẽ có nhiều cái là nó sẽ phải e ngại nó này kia hơn. Thì có thể ngày bé con chó có thể nhát hơn một chút, lớn lên nó dạn hơn, nó tự tin hơn một chút. Thì cái đấy thì là có, nhưng mà nói về những cái về cái bản năng của nó, về cái gọi là yêu chủ, quấn chủ, hay là biết trong nhà, biết người lạ, người quen, hay là bám chủ hay này kia, thì những cái đấy theo mình thì nó là những cái mang tính chất bản năng và từ bé nó thể hiện rồi, chứ không phải chờ nó lớn lên. Messi này này, bảo Messi lên, Siro nhảy lên. Siro không cho mẹ lên hình à? Ok, xin chào tất cả mọi người nhá. Hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Quay cái video để cho mọi người nhìn tứ đại đồng đường Pila, cô Pila, bà Messi, mẹ Siro và ba con nó đang nghịch. Con tím này, đây này. Cái con xanh nó đi rồi ấy. Con xanh nó to hơn. Con xanh nhượng cho sẽ nhượng con xanh, thì cái con tím mình sẽ giữ lại, mình nuôi cùng này. Con xanh thì nó to hơn. Đây, cho con xanh lên ngồi luôn này. Ui, con xanh thì nó to lắm. Nó to hơn con tím 1 cân kìa. Đó. Đó. Thực ra hai con cái mình muốn giữ lại cả hai con. Con hồng thì hôm nay nó thành con to nhất rồi. Nó là con đực, hôm nay nó thành con to nhất trong 3 con rồi. Ok, xin chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo nhé. Đừng ngồi yên đấy, ngồi yên. Ba đứa ngồi yên đấy. Ba đứa ngồi yên nhá. Nào, ba đứa nhìn vào đây, ba đứa xinh gái nhìn vào đây nào. Nào, con Siro nhìn vào con Pila đâu. Rồi, nhìn vào đây, con Messi chạy đâu ấy nhỉ? Messi ra kia đi để quay nốt đoạn video chào khán giả. Đấy, ra nguyên vị trí cũ, ngồi xuống. Nào, ngồi chỗ nào để máy quay nó quay được. Messi, Messi đâu? Còn thiếu mỗi Messi thôi. Messi. Rồi, ra ngồi gần ở chỗ Pila kìa. Ngồi gần chỗ Pila kìa. Ngồi đấy. Xích vào bên trong thì máy quay nó mới ria được. Chứ ngồi đấy là sao nhìn được. Ngồi xích vào đây. Vào trong. Không, lên ghế ngồi đi. Messi lên ghế. Siro ngồi quặn vào rồi đấy. Messi lên đi. Lên ghế. Hết. Lên ghế ngồi cơ. Lên đây sao mới này. Lên đây. Rồi đấy, mẹ Pila còn nhường đấy. Pila lên đi. Pila lên ghế. Nào, bây giờ lại được 2 đứa rồi. Pila. Lên ghế. Lên hẳn lên bên trên. Không ở bên dưới Pila. Pila. Chờ lâu quá dỗi à? Ngồi yên. Ok, ngồi đấy, ba đứa ngồi yên nhá, để ta làm cái ảnh 3 con à. Nhìn vào đây nào. Nhìn vào đây thế nào. Siro, sao Siro lại liếc ngang liếc dọc thế kia. Nào, tập trung vào đây nào. 2, 3 nào. Quá xinh luôn.